Xin kính chào toàn thể quý vị. Tuấn Audio hôm nay giới thiệu đến quý vị bộ dàn đại Kenwood A85. Hôm nay là ngày 28 tháng 2. Ngày 28 tháng 2 các bác nhé, ngày cuối cùng của một tháng. Em đang mới về tiếp bộ Kenwood A85. Đây, em đặt cái biển cho các bác. Bộ Kenwood A85 này hàng đẹp, quá đẹp luôn. Này, quay chi tiết cho các bác, tí em vừa mở nhạc vừa test em quay chi tiết dần chậm cho các bác xem. Thôi em test về cái chất lượng bộ A85 này điện 220 các bác nhé. Điện của em nó là 220V. Giá cả thì tiền là của đấy thôi các bác ạ, tùy. Tí em sẽ đăng giá lên cho các bác xem. Hết bác nào lấy được thì báo em, alo cho em. Còn là giá rẻ cũng có mà, giá cao cũng có, nói chung là tùy từng bộ hàng bãi thì là giá người ta nó đưa theo từng mức, có nghĩa là mức là bộ đẹp hay bộ xấu hay bộ vừa để bộ nọ cõng bộ kia thôi. Đấy, thế thôi. Và sau đây em test qua chất lượng qua máy tính cho bác nghe thử chất lượng thôi. Quá đẹp luôn các bạn, đây chúng ta về với dịch. Qua máy tính, điện thoại, laptop đều cắm được hết, có rất nhiều cổng cấy lai vào các bác kia, các bác cắm tivi, điện thoại, máy tính, laptop thoải mái. Sau đây em test nhạc qua chất lượng CD, em mở đĩa CD các bác nhé. CD bác phải chọn sang cổng CD đây. Rồi. Đấy, nhận đĩa rất nhanh này. Mỗi tình phanh như khúc hát, ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ xa đi chẳng xa thơ. Ngày em thấy áo hoa pháo đỏ siêu nâu,
bộ ấy clip em test để giới thiệu cho các bác nghe về chất lượng âm thanh CD hoạt động bình thường nhé. Các cổng live vào từ TV, điện thoại, laptop vào còn rất nhiều các bác nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, có 8 cổng vào. 8 cổng vào hiện tại mới có dùng cổng CD này, cổng radio này và cổng cassette. Thế là vẫn còn 5 cổng nữa. Các bác thoải mái cấy TV, điện thoại, laptop, đầu đĩa ngoài, cắm ngoài vào. Đấy là em test qua chế độ nghe băng. Còn radio thì chắc chắn là nghe được rồi, bởi vì là hàng suất thì giải tần nó rất rộng, nên là chắc chắn là nghe được. Còn hai cửa quay băng cassette này đều chạy hoạt động tất tốt hết quá nhé. Đấy nhá, em test cho các bác xem này. Bác nào thích nghe thì đấy, quay bình thường nhé, hoạt động hết nhé, tín hiệu ra này. Đấy. Bác nào muốn nghe quay băng cassette thì các bác về cắm dây audio đằng sau lên, lên âm ly thì sẽ có tiếng luôn. Đây, em đang mở cửa B đây, tab B báo luôn đây, em tắt nhá. Em mở cái cửa A, tab A nó nhảy luôn lên này, báo tab A rồi. Đây, đấy, cửa A, tab A quay bình thường, hoạt động bình thường. Vậy là toàn bộ của bộ dàn đại Kenwood A85 này hoạt động hoàn hảo hết các bác nhá. Tất cả các chức năng vậy hoạt động bình thường hết. Bác nào có nhu cầu thì alo cho em theo số điện thoại là 0982 246 621. Em các bác chỉ cần nhập số điện thoại của em vào Zalo, Facebook, Google, Cốc Cốc hoặc YouTube đều hiện tất cả các bài đăng của em trên đấy. Em trân trọng cảm ơn.